Cộng đồng mạng Hàn Quốc bất ngờ gửi thư đến văn phòng chính phủ đề nghị treo còi trọng tài xứ F Việt Nam. Không chỉ ra mặt chỉ trích trọng tài Kim Dae-jung, cư dân mạng Hàn Quốc còn gửi thư đến văn phòng chính phủ đề nghị treo còi vị trọng tài đã bắt trận Olympic Việt Nam gặp Olympic UAE vào chiều qua. Thật khó tin khi người mà chúng ta không nghĩ đến nhất lại trở thành đồng minh, khi cổ động viên là và cộng đồng mạng Hàn Quốc chính thức làm gắt vụ trọng tài người Hàn Quốc xử ép tuyển Olympic Việt Nam trong trận giành huy chương đồng với Olympic UAE diễn ra vào chiều ngày 1 tháng 9. Không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích và ném đá trọng tài Kim Dae-jung trước loạt thiên vị quá rõ của ông khi bắt trận Việt Nam và UAE, cộng đồng mạng Hàn Quốc còn đang rộ lên màn trưng cầu lấy ý kiến gửi thư đến văn phòng chính phủ Hàn Quốc đề nghị treo còi trọng tài Kim Dae-jung. Thông tin này đã được tài khoản LTTH đăng tải trong một nhóm kín mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Theo tài khoản TH, chị của cô đang sống và làm việc bên Hàn Quốc lên rất rõ về thông tin này, đặc biệt không cần phải là công dân Hàn mới được bỏ phiếu hợp lệ mà bất cứ tài khoản Facebook, Twitter nào cũng có thể thực hiện được màn bỏ phiếu lấy ý kiến này, và mỗi tài khoản chỉ có một quyền bỏ phiếu. Nội dung của thư gửi đến văn phòng chính phủ Hàn Quốc được dịch như sau: xét thấy mức độ và sự cố ở vị trí thứ 3 và thứ 4 của Asian Games và UAE tại Việt Nam, thực sự cần có một sự tôn trọng và công bằng, hay nói đúng hơn như một sự ô nhục quốc tế đối với trọng tài, kể cả khi bạn chỉ hiểu những điều cơ bản về bóng đá cũng có thể biết đến. Nếu thị lực của bạn xấu, hãy phẫu thuật cyanua và bạn có đủ điều kiện cho trọng tài quốc tế tại một giải đấu bóng đá. Hiệp hội bóng đá cần loại Kim Dae-jung chẳng hạn như một thẩm phán quốc tế ngu ngốc đến nỗi ô nhục quốc tế, hay đó là một bằng cấp cho giám mục. Bạn có ghen tị không? Đừng để Kim Dae-jung xuất hiện trong giải đấu nhiều như cấp độ quốc tế. Ông là một chất độc cho sự phát triển bóng đá, không có gì xấu hổ ở đất nước này. Hiện tại màn kêu gọi trưng cầu ý kiến đề nghị treo còi trọng tài Kim Dae-jung vẫn đang nhận được sự chú ý lớn của cộng đồng mạng quốc Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Có vẻ như sự việc đang dần nóng lên, không chỉ dừng ở việc chỉ trích ném đá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.